vâng điện mặt trời la xin chào tất cả các bác yêu thích năng lượng mặt trời à, hôm nay em xin giới thiệu đến các bác chiếc máy bơm có khối lượng rất là lớn Đấy, với những bác nào mà cần sử dụng bơm với cái lượng nước ở à, vài chục mét khối một giờ thì các bác sẽ chơi cái bơm này Đấy. thì trong video thì em sẽ nói cụ thể hơn trước tiên các bác nhìn về tổng thể chiếc máy bơm năng lượng mặt trời khá là chắc chắn anh em nhé bơm này là bơm chìm bây giờ thì các bác có thể nhìn về cái thông số kỹ thuật của chiếc bơm nhé đây các bác nhìn nhá Đấy, bơm này có mã là ZSQD3 trừ 48 đến 60 Đấy, có nghĩa là cái đây là cái mã của nó nhá và cái bơm này nó chạy là từ bốn uh, hệ 48V đến 60V anh em nhé đây ở đây nó ghi DC 48 đến 60 Đấy. thì với cái 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 giải này thì anh em rất dễ sử dụng và đặc biệt là cái uh, bơm này nó có công suất là 800W uh, trong cái video uh, em đã test thử cái bơm này rồi uh, các bác có thể vào trong kênh của em các bác xem nhé em test cái bơm này rồi với cái lượng nước rất là khủng lên tới 50 mét khối trên một giờ Đấy. thì cái bơm này có công suất là 800 Đấy. nhưng mà khi bọn em test thực tế một một tấm pin 450w thì nó vẫn chạy bình thường anh em nhé vẫn chạy bình thường để anh em đạt được cái khối lượng nước và đẩy đi xa thì anh em sẽ sử dụng hai tấm pin 450W. Đấy. Thì anh em chạy cái bơm 800W này quá tuyệt vời luôn. Và cái đây là cái cái 3000 vòng trên 1 phút nhé. Đấy cái tốc độ của nó. Thì nó cho ra 50 m khối một giờ với một cái lượng nước rất là lớn. Ở đây nó hút sâu là 14 m. Hút sâu 14 m. Đấy, ở đây cái đầu ra size là 3 inch. 3 inch thì tương đương với cả ống uh, ống 60. Anh em cứ hình dung là cái ống 60. Để em đo cho các bác xem. Em đo luôn cho các bác xem là cái Đấy, anh em nhìn này, lọt lòng là Đây, lọt lòng là 6 60 nhá, là 6 cm. ống này khá là to. Anh em về anh em phải mua một cái ống uh, bằng nhựa to hơn này hoặc là ống nhỏ hơn này để anh em à bơm vào để anh em à, kết nối sau đó bơm. Thì à, ở đây nó được biên chế một cái quận dây. Quận dây này dài khoảng độ 5 mét anh em nhé. 5 mét Thì rất là đơn giản, với cái chiếc bơm này thì sử dụng rất là dễ. Với tấm pin năng lượng mặt trời, ví dụ anh em có tấm 450 W thì anh em sẽ đấu cực âm của tấm pin mặt trời vào dây dương à, vào dây đen, còn cực dương của tấm xin nói lại nhé anh em có một tấm 450W thì anh em sẽ lấy cái đầu dương của tấm pin mặt trời anh em sẽ đấu vào màu dây màu đỏ này cực âm của tấm pin mặt trời anh em sẽ đấu vào dây màu đen này là tự động cái bơm này nó sẽ chạy với cái lượng nước cực kỳ lớn à, ví dụ như bác nào muốn tắt ao đấy, hoặc là bác nào muốn bơm vào ruộng lúa thì sử dụng cái này rất là là rất là tiện đấy, anh em có thể nhìn qua về cái cái cái, cái bơm này bơm nó được thiết kế bằng gang đúc anh em nhé, đây là tất bằng gang đúc. Đấy, ở đây là phía dưới đáy của nó này, dưới đáy nó có cái màng uh, có những cái lỗ nhỏ này Đấy, để ngăn những cái cái rác rác vào đây. Đấy. cái bơm này thì khá là hay, anh em có hai tấm pin uh, 350W cũng chạy mà 2 2 tấm 400 cũng chạy 1 tấm 450W cũng chạy rất là đa dạng với cái giải điện áp uh, từ 48 đến 60V nhưng mà trên thực tế thì 24V anh em vẫn dùng được nhé 24V đến uh, 70V vẫn dùng được cái bơm này Đấy, cái giải của nó rất là rộng và cái bơm này là cái uh, Quận quận trong của nó là bằng dây đồng với nhau nhé đồng một trăm phần trăm đồng một trăm phần trăm thì anh em nào mà thích uh, bơm năng lượng mặt trời thì cứ liên hệ với em bên em có rất nhiều các loại bơm khác nhau rất là đa dạng đấy rất là đa dạng thì anh em mua hàng thì liên hệ với em Zalo đã để trên màn hình Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé